Vang vọng xin được giao lưu giới thiệu tới các bác chiếc đồng hồ phải nói rằng với một thiết kế khá đặc biệt. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 548 của người Pháp. Thông thường thì các bác sẽ thường gặp những cái kiểu dáng đồng hồ Odo 54 thùng bề với một phần mặt số trung tâm là mặt số bát giác nằm, đúng không các bác? Còn ngày hôm nay thì Vang vọng sẽ giới thiệu tới các bác đó là chiếc đồng hồ Odo 548 sở hữu một phần mặt bát giác đứng rất là ít khi được gặp. Và bật mí thêm với các bác thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ có một cái tiếng chuông rất là ngân nga. Vì thế các bác có thể xem hết video để có thể tận hưởng được hết những cái đặc điểm thú vị và thu hút nhất của chiếc đồng hồ Odo 54 này. Trước hết thì về phần thiết kế bên ngoài sẽ là một phần thùng gỗ sồi, mang lại một cái vẻ đẹp rất là đậm chất Odo, đúng không các bác? Thùng gỗ sồi nhưng mà còn rất là bóng và sáng. Được chạm trổ hình ảnh của hai chùm cherry tại cả hai bên cánh thùng, mang lại một cái vẻ đẹp nhẹ nhàng. Ôm lấy cái phần mặt số trung tâm, mặt số bát giác đứng mà em vừa giới thiệu với các bác, rất là ăn nhập với cái tổng thể thùng bề, đúng không ạ? Cực kỳ là hoàn hảo. Phía bên ngoài sẽ là một phần tay cầm dày dặn và được điểm lớn, uốn lượn, rất là đẹp và dễ để cho chúng ta có thể cầm nắm. Phía dưới sẽ là kính tráng gương, rất là quen thuộc rồi, đúng không các bác? Với một phần mặt lắc được mạ chrome sáng ở phía bên trong. Kính tráng gương với những cái đường nét kết nối với nhau cực kỳ đặc biệt và sang trọng. Thùng gỗ sồi là một cái chất liệu gỗ rất là tốt, giúp cho chúng ta có một cái sự đảm bảo trong quá trình sử dụng thời gian lâu bền, có thể chống được mối mọt, chống co giãn rất là chắc chắn. Em xin được phép mở phần cánh thùng để các bác có thể chiêm ngưỡng luôn phía bên trong. Đây các bác ạ, cánh thùng rất là dày dặn nhá, đảm bảo cho quá trình sử dụng. Các cái phần bản lề cũng vậy, bốn ốc bắt rất là chắc chắn luôn. Nẹp kính bằng cây sậy nguyên bản các bác ạ. Rồi cho tới đây, các bác có thắc mắc về sao cái thiết kế thùng này đẹp như thế thì đây các bác ạ, ở phần góc thùng có triện. Đây là logo của thương hiệu Kazik, và đây là một thương hiệu chuyên sản xuất lên những cái phần vỏ thùng và kết hợp với các cái thương hiệu khác để tạo nên một cái chiếc đồng hồ hoàn hảo như cái chiếc đồng hồ các bác đang nhìn ngay đây, một chiếc Odo 548. Chiếc đồng hồ sẽ chơi lên được âm thanh của bản nhạc quét trên nền gông đồng củ gông triện rõ 101. Bộ côn này sẽ là bên thép bên đồng thưa các bác, 8 thanh côn. Côn thép sẽ giúp chúng ta có một âm hưởng của bản nhạc quét rất là trong và ngân, còn côn đồng thì tạo nên cái tiếng chuông điểm giờ với cái độ trầm và vang rất là đặc biệt. Tay cót zin em xin để ở góc thùng, rồi cho tới một mặt lắc các bác ạ. Đây sẽ là một cái phần khóa gông của chiếc đồng hồ các bác nhé. Khóa gông, ốc bắt chống máy, rồi cho tới bộ máy vách đồng đây. Đầu vồ nguyên bản, các cái đầu vồ ra đều tăm tóc nhau. Em xin được phép thử luôn âm thanh tiếng chuông để gửi tới các bác. Những cái âm thanh vừa rồi chính là cái lý do mà các bác nên sở hữu chiếc đồng hồ này. Tiếng chuông rất là đặc biệt, rất là hay. Một thiết kế đẹp, một tiếng chuông hay. Còn gì hơn nữa đúng không các bác? Các bác muốn sưu tầm sở hữu chiếc đồng hồ thì liên hệ với bên Vang Vọng để nhận được những cái thông tin cũng như là phương thức giao lưu với đồng hồ Vang Vọng. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.